Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Pháp quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước khẳng định mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Tuần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Pháp và dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Trao đổi với Vietnamnet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ sự vui mừng được tiếp đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Pháp bởi đây là chuyến thăm rất quan trọng. Vai trò quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ. Về phía Việt Nam, Pháp là một trong những nước đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngay sau khi nhậm chức một thời gian ngắn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bố trí thời gian để dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nhất tham dự sự kiện. Theo đại sứ, điều này cho thấy tầm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ với Việt Nam không chỉ về kinh tế mà cả ở các diễn đàn, cơ chế quốc tế mà Việt Nam tham gia. Về phía Pháp, Việt Nam có vai trò quan trọng trong tổ chức quốc tế Pháp ngữ và cộng đồng Pháp ngữ. Trong quan hệ song phương, Pháp luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Năm 1997, Việt Nam đã đăng cai hội nghị cấp cao đầu tiên và duy nhất cho đến nay của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á. Đại sứ nhận định, Việt Nam với hơn 100 triệu dân, dù số người nói tiếng Pháp không còn nhiều như cách đây 20-30 năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ủng hộ quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp. Về kinh tế, Việt Nam có thể tiếp cận thị trường các nước nói tiếng Pháp hàng trăm triệu dân với cơ hội kêu gọi đầu tư, xuất khẩu sản phẩm. Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm nay có sự tham dự của đại diện của hơn 100 quốc gia và chính phủ sẽ được tổ chức tại Wilvers, Contreras và Paris. Đại sứ Olivier Brochet thông tin, phiên khai mạc diễn ra tại Villers Cotterets ở City International de l'Anglais with Francaise vào ngày 4 tháng 10. Đây chính là nơi mà Francois I, thế kỷ 16, đã ký một trong những sắc lệnh nổi tiếng nhất của mình, đưa tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính tại Pháp. Phiên toàn thể sẽ diễn ra tại cung điện Grand Palais ở Paris vào ngày 5 tháng 10. Đại sứ nhấn mạnh, hội nghị lần này là dịp để các lãnh đạo thảo luận về tình hình chính trị, kinh chính trị thế giới và trong không gian cộng đồng Pháp ngữ, đề ra những định hướng hợp tác nhằm ứng phó với thách thức toàn cầu, phát huy vai trò của cộng đồng Pháp ngữ. Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu các nước trong đó có Việt Nam sẽ tham dự nhiều hoạt động. Sẽ có một làng Pháp ngữ với các gian hàng giới thiệu văn hóa các nước thành viên, triển lãm Francotech sẽ giới thiệu về kinh tế, doanh nghiệp cũng như các thị trường trong khối Pháp ngữ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tham dự sự kiện này và có bài phát biểu tại đây. Chúng tôi vui mừng thông báo hai bạn trẻ của Việt Nam cùng với các bạn trẻ của Campuchia, Lào sẽ đến Pháp để giới thiệu về một dự án chung ba nước. Đây là một minh chứng cho thấy cộng đồng Pháp ngữ tạo nên sự thống nhất giữa các nước thành viên. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng rất tích cực quảng bá tiếng Pháp và văn hóa Pháp. Tại Việt Nam, chúng tôi tập hợp thành nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và các tổ chức nói tiếng Pháp. Nhóm có quan hệ hết sức thân tình với các đối tác Việt Nam, đại sứ Pháp chia sẻ. Ấn tượng trước tinh thần người Việt Nam, Pháp và Việt Nam có quan hệ lâu đời, được tạo nên bởi sự tin tưởng ngày càng cao. Hai nước đang quyết tâm rất lớn trong tăng cường quan hệ. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Quân đội Pháp đã thăm Việt Nam là minh chứng cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước, hai dân tộc. Theo đại sứ Olivier Brochet, chuyến thăm tới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là dịp để khẳng định mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm của hai nước trong tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai bên sẽ có trao đổi, đưa ra những định hướng để tăng cường quan hệ hợp tác, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới như phát triển bền vững, năng lượng, giao thông, đổi mới sáng tạo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.